Đà từ những ngày đầu đó và cũng là một trong những người mà chúng ta được đọc cái app này trước tiên luôn. Thì không biết là hai bạn cảm thấy như thế nào ạ? Puka trước đi ha. Dạ, lời nói đầu tiên cho em gửi lời chào đến ban tổ chức, quý vị khách mời và cũng như là các bạn tác giả và các bạn đã có mặt trong buổi ngày hôm nay ạ. Thì thật sự em với Lập là người đầu tiên có thể trải nghiệm được app cho AppJolada này, và lúc đó là đang quay viral thì em với Lập với nó ui cái này lạ quá ha, hai đứa cứ ngồi song song. Cái đó là lạ thật luôn á, mình đúng rồi, với tâm lý thật luôn á. Tâm lý tụi em diễn cái viral đó rất là thật luôn á. Sao mà lạ vậy, sao mình có thể vừa đọc truyện mà giống như là mình chat vậy, tại đó là app chuyện chat mà mình có thể bấm vô một cái là giống như là người ta nhắn tin cho mình, bấm vô một cái là người ta nhắn tin cho mình kiểu như vậy, và cảm thấy rất là thú vị. Tại vì bình thường mình đọc truyện là mình đọc cho một cuốn sách, đọc trên mạng, đọc trên một cái bài viết thì mình phải kéo chữ rất là nhiều. Có nhiều bạn thì sẽ lười đọc chữ, cảm thấy là đọc nhiều quá sẽ bị chán, sẽ bị mỏi mắt đồ này kia. Nhưng mà với AppJolada thì chúng ta giống như là đang chat với bạn mình, đang nói chuyện với bạn mình thì cứ không có bị chán đâu, cứ bấm vào thì mới có câu chuyện, bấm vào có câu chuyện. Thì bình thường nếu mà đọc truyện bình thường á, thì một chương thì chúng ta có thể đọc 1 tiếng, 2 tiếng hoặc có thể là mấy ngày. Nhưng mà với AppJolada thì chúng ta rảnh giờ nào chúng ta đọc giờ đó. Một chương chúng ta có thể đọc trong vòng 5 phút là đã hết một chương rồi. Và khi mà Puka phát hiện được là AppJolada thú vị như vậy, lúc mà quay viral á, thì Puka nghĩ là điều mà các bạn trẻ ở Việt Nam sẽ thích và các bạn trẻ sẽ hưởng ứng. Giống như ngày hôm nay là mừng chúng ta đã được 100.000 download, thì có nghĩa là điều đó là không bất ngờ với Puka lắm. Tại vì cái app này Puka, bản thân Puka cũng rất là thích rồi, và ngày hôm nay các bạn thích như vậy là rất là đúng. Còn Huỳnh Lập có bất ngờ không? Rất là bất ngờ, là bởi vì trong một thời gian ngắn mà chúng ta có thể kêu gọi và tạo cho mình một cái xã hội liên quan đến cái app đọc truyện chat này. Và có thể thấy rằng là đây là những câu chuyện nó không có mất quá nhiều thời gian để chúng ta tìm hiểu hoặc là để chúng ta đọc. Giống như là Puka đã chia sẻ là mỗi lần mà chúng ta đọc một cuốn truyện ngắn hay là một tản văn nào đó có thể mất nửa ngày là ít nhất để chúng ta chiêm nghiệm về nó. Nhưng đối với cái thể loại này, giống như là rảnh nhiều khi đang làm cái chương trình giống vậy nè, cho nghĩa giải lao 5 phút là mở ra đọc được. Nó rất là tiện lợi cho tất cả chúng ta, và nó cũng rất là thuận tiện để chúng ta có thể kích hoạt cái tư duy của mình. Là bởi vì cũng có rất là nhiều bạn cũng muốn làm truyện ngắn, cũng muốn thế này thế kia, nhưng mà về chính xác là về cái ngôn từ á, để mình làm một cái truyện ngắn thì nó cần cái sự trải đời rất là nhiều. Nhưng mà cái này nó được thể hiện qua những câu thoại, nó được thể hiện qua những dòng tin nhắn. Tất cả những bạn trẻ có thể thổi cái tâm hồn của mình vào trong những cái lời thoại đó vô cùng chân thật và đời thường luôn. Và từ những cái đời thường đó tạo cho tâm lý là mình phải tin vào câu chuyện đó rất nhiều. Và có rất là nhiều thể loại. Tất cả các bạn hãy thử sức đi, nếu như mà bạn nào chưa là tác giả cứ thử sức, thì đâu đó trong tương lai chúng ta sẽ trở thành một nhà văn liên quan đến là app đọc truyện chat. Rõ ràng là với những cái câu từ rất là gần gũi á, tạo cho mình một cái cảm giác mình đọc mình cảm thấy thoải mái, thấy dễ chịu lắm. Nhiều khi mà mình làm mệt á, mình lấy ra mình đọc giải trí cũng được. Giống như lúc nãy á, Nhi ở trong cánh gà, trong khi chờ đợi chương trình bắt đầu, xong rồi đọc cái chuyện của một bạn đọc rất là dễ thương. Chuyện nó kinh dị nhưng mà nó hài. Đó là cái chuyện tao là trò đùa của chúng mày à. Trời ơi, có Valak nè, có Annabelle nữa, có ít nữa. Xong rồi cái gì bóng mà cái cảm giác mình bóng, mình nói là thôi đọc một chút thôi để học kịch bản. Xong rồi cứ phải bóng hoài, cuối cùng là phải đọc hết mấy chương đó luôn. Thì không biết là Puka và Huỳnh Lập đã có những trải nghiệm như thế nào khi mà sử dụng app này? Nói về chia sẻ về những cái nhân vật á, thì Lập mới khám phá ra là ngoài những cái câu chuyện mà chúng ta có những cái nhân vật hoàn toàn riêng hoặc là những hoàn toàn mới, thì mình có thể đọc những câu chuyện liên quan đến những nhân vật mà mình biết. Đó là những câu chuyện giống như là chị mới chia sẻ là có Valak nè, có X nè, và có những nhân vật mà mình yêu thích trong những bộ phim hoặc là những câu chuyện. Em nhớ là trong app đó có một câu chuyện có Huỳnh Lập nữa. Ồ, có em luôn hả? Có luôn. Có em ở trong đó. Hay luôn. Vậy ta, mình chưa trải ra câu chuyện đó luôn mà bây giờ mình có chuyện trên chuyện chat. Ủa mà chuyện đó là chuyện ngôn tình hay là chuyện kinh dị vậy? Cái chuyện đó là cái chuyện nói chuyện giống như là trò chuyện với lại thần tượng của mình. Ví dụ như là Huỳnh Lập hỏi Puka ê, ăn gì chưa? Puka sẽ trả lời là chưa, đang đói bụng. Vậy thôi tự ăn đi nha. Ok fine. Vậy thôi, một câu chuyện đó là đơn giản vậy thôi. Và không, lần này là đùa thôi. Nhưng mà nếu như chúng ta có đến với những câu chuyện đó thì chắc chắn nó sẽ có những cái mấu chốt, những cái cú lật hoặc là cái gì đó nó rất là kịch tính. Là bởi vì ngoài nhân vật là Huỳnh Lập mà tất cả các bạn yêu thích tự sáng tạo với những idol của mình, thì tất cả các bạn có thể đọc những nhân vật như là Tinh Lâm nè, mẹ Cám nè, hoặc là những nhân vật mà trong những tác phẩm mà tất cả các bạn yêu thích. Còn Puka Dạ, thì em cũng như em đã nói là em đã chia sẻ rồi, là em đã trải nghiệm rất là nhiều và em thích cái kiểu mà đọc truyện mà mình bắt buộc mình phải nhắc vô một cái mình mới biết câu chuyện tiếp theo là cái gì. Tại vì bình thường em có một thói quen, em hay đọc sách của anh Hamlet Chương lắm. Dạ, và em đọc á, có nhiều khi á, những cái tảng văn của anh á, em đọc từ ở phía sau, em đọc ngược lên. Hoặc là từ ở giữa. Ủa sao chị đọc sách gì kỳ vậy? Đọc chuyện dòng, đọc theo kiểu chuyện tranh manga hay sao mà chị đọc ngược? Không phải, có nghĩa là cái cảm xúc mình lúc đó như thế nào á. Có nghĩa là nhiều khi em không thích cái bài, cái tảng văn lúc đầu, không thích câu chuyện lúc đầu, mà em thích câu chuyện ở phía sau cái tên á, em nghe em thích. Thì em không bắt buộc em đọc từ trang 1 cho tới trang cuối, mà em có thể lật ở những cái câu phía sau, những câu chuyện phía sau, những tảng văn phía sau em đọc. Rất là hay luôn. Dạ. Ví dụ như là trang đầu tiên, Lan là một cô gái xinh đẹp, lật cuối cùng Lan đã chết rồi, nghĩ rồi. Ủa đọc gì mà đọc trước kết quả gì chờ, đọc gì ngang ngược vậy? Không, có những quyển sách nó không phải là một câu chuyện xuyên suốt, em hiểu không? Có những cái bài khác nhau. Cho nên là mình cũng thích giờ lúc là mình đọc giờ đó. Nhưng với AppJolada thì chúng ta phải đọc từ đầu tới cuối và bắt buộc chúng ta phải bấm vào câu chuyện nó mới tiếp tục. Thì cái đó làm cho nó làm thay đổi cái kích thích cái sự tò mò và thay đổi cái thói quen tào lao đó của em. Có nghĩa là đúng rồi, sao mẹ nó chỉ có Puka thôi chứ không đọc kiểu đó hết. Có nghĩa là có nhiều khi em bị cảm xúc, em bị chán lúc đó, em bị lười lúc đó, và em đang đọc câu chuyện tới đó cái xong cái em không muốn đọc nữa, em lại quay vào một cái câu chuyện khác. Cho nên là đâm ra không có tiếp thu được cái gì nhiều. Còn với AppJolada thì phải bắt buộc phải đọc hết câu chuyện, và cái đó là cũng rất là hay. Đúng là hay, có nghĩa là không có bắt mình phải đọc cuối câu chuyện được, tại vì càng bấm nó càng hiện ra. Không, nhiều khi là Puka bấm ra hết, nhắm mắt lại xong rồi kéo đọc ngược lại á. Ôi không được. Cho tự nhiên cái dãy đường cho Hu chạy. Cảm ơn những chia sẻ rất là dễ thương từ Puka và Huỳnh Lập.